Khánh Thi cấp cứu trong đêm để sinh con thứ hai. Sáng ngày 13 tháng 6, nữ hoàng dance pop Khánh Thi được ông xã Văn Hiển đưa đến bệnh viện quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ sáng, cô hạ sinh em bé bằng phương pháp sinh mổ. Được biết do tối ngày hôm trước, Khánh Thi bị vỡ ói nên bác sĩ phải sinh mổ. Em bé ra đời sớm hơn dự kiến 6 tuần, bé nặng 2,2 kg và tình hình sức khỏe đã khỏe mạnh. Văn Hiển đã luôn bên cạnh bà xã lúc Khánh Thi vượt cạn. Đây là người con thứ hai của cặp vợ chồng dance pop. Người con trai đầu lòng tên Kubi năm nay 3 tuổi, bé có ngoại hình xinh xắn là bản sao của Phan Hiển. Những lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, người hâm mộ gửi tới cặp vợ chồng, niềm hạnh phúc càng nhân đôi với gia đình Khánh Thi bởi lúc này tuổi tác của nữ kiện tướng đã ở tuổi 37. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đẹp nhất trong làng giải trí Việt vì tình yêu vượt qua nhiều thử thách. Khánh Thi hơn ông xã mình 12 tuổi, trước đó là cô giáo của chính Phan Hiển. Gia đình hai bên không ủng hộ, nhưng sau đó tình yêu của cả hai đã vượt qua mọi rào cản. Trong chương trình Là Vợ Phải Thế được phát sóng gần đây, Khánh Thi bật khóc chia sẻ lại khoảng thời gian mà cô mang thai con đầu lòng, những áp lực từ nhiều phía, có cả gia đình và xã hội khiến cô nhiều lần phải nhập viện. Có lúc bác sĩ còn chẩn đoán cô sẽ sinh non. May mắn và nhờ tình yêu của Phan Hiển, Khánh Thi mới có thể mẹ tròn con vuông trong lần sinh đầu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!